Mẹ ơi, vậy là chỉ còn có đêm nay nữa thôi. Ngày mai đây các con sẽ tiễn mẹ đi một chuyến đi mà mẹ sẽ không bao giờ trở lại. Mẹ ơi, con quỳ xuống đây xin mẹ nhận cho con ba lại này. Đây đường nào các cung
còn trong còn đây. Chứ mẹ đi đường này là hết đời. Dẫu biết rằng cuộc sống
nhân sinh phải trải qua đau buồn sanh ly tử biệt. Nhưng có ngờ đâu người mẹ hiền yêu dấu ra đi mãi không về. Thôi kể từ nay mẹ xa cháu con rồi, từng giọt nước mắt tuôn rơi là từng tiếng lòng cũng quặn thắt, như ngàn mũi kim châm vào lòng ngực của con. Đất thảm trời sầu thấu hiểu tấm lòng son, một mắt đau thương nghẹn ngào không nói được. Đứng trước con áo quan mà coi lòng tan nát, vì từ hôm nay con mất mẹ thật rồi. Phùng cuối đêm nay mai tiếng mẹ đi rồi, không biết đến khi nào tình mẫu tử mới được vùng quang. Con xót xa lệ đàn lòng nghẹn ngào nói không thành câu. Năm mộ quan tàn lạnh lùng, ngày mai sẽ chôn mẹ rồi. Vừa sâu dưới lớp đất thiên thu, dương gian khóc mẹ đêm ngày, mẹ nào có thố mẹ ơi. Trời cao sao đỡ sắp bài đoạn lìa mẫu tử tình thầm. Còn có đêm nay là đêm sao cuối rồi, ngày mai đây mẹ đi mãi không về. Đất sâu chôn lắm quan tài, ngàn thu cách biệt mất mẹ rồi. Còn đâu con cầu Đức Phật A Di Đà, cầu cho mẹ được sau đường vượt qua.